Em đúng cũng Mỹ Nghệ, chứng minh Hải Phòng. Xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, hôm nay là buổi tối ngày thứ thứ 5. Buổi tối ngày thứ 5 thật là vui vẻ và mát bên gia đình và người thân. Những buổi hôm nay ngày 16 mùa 1 âm, rất là nhanh thôi. Thời gian thực sự là trôi rất là nhanh. Vài ngày nữa là chúng ta bước sang tháng 12 rồi. Em Minh đã lên một clip và chia sẻ mọi người một số cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ. Đây là toàn hàng mới mọi người nhé, hàng mới nhưng tầm này giá em nói mọi người rất là phải chăng và hợp tình hợp lý thôi, cho anh em chơi thôi. Bởi vì chia sẻ mọi người tầm này làm bao nhiêu thì bán bấy nhiêu thôi, cũng bán cái giá làm sao thật hợp lý cho mọi người và trên cái nền tảng đảm bảo công thợ, chung là đảm bảo công thợ, đảm bảo công việc. Còn tầm này thì giá cả thì anh em yên tâm đi, mềm như bún luôn, mềm nhất trong tất cả những loại mềm gỗ này. Gỗ hương mọi người nha, hương ta Gia Lai đính chính với mọi người. Tất cả những cái sản phẩm mà em gọi tên là hương thì đều em gọi tên chung là hương, em không nói rõ thôi, nhưng mà tất cả đều là hương ta Gia Lai, hương Việt Nam mình, chứ không phải là hương Nam Phi, không phải là hương Angola hay là hương Ghana hay là hương loại hương chai. Chỉ có một loại duy nhất đó là hương ta Gia Lai và không có loại thứ hai. Thì đây là như một chú ngựa em mình đang chia sẻ mọi người, đây là một cái gốc hương ta và đây là hàng gốc mọi người nha, hàng gốc làm và đục liền nguyên khối 100%. Chú này thì rất là to, ngựa rất là dày mình và đẹp. Thứ đến nữa là chân tay là liền khối mọi người nhé, chân tay liền khối, hàng này không có chắp đâu các bác ạ, mọi người yên tâm, hàng này không có chắp nhá. Bởi vì mọi người sẽ thấy là anh em mua chỉ cần nhìn như này này, mọi người đã nhìn thấy cái phần bẹ gỗ này này, nó đến đây này, đây cái bẹ gỗ như thế này lên thì chắc chắn là cái chân này sẽ liền. Ví dụ mọi người đi mua ngựa ấy, là sẽ có những cái trường hợp là cái bẹ nó chỉ đến chỗ này chẳng hạn này, nó đến chỗ này chẳng hạn này, đến chỗ này thì anh em phải kiểm tra thật là kỹ cái chân, bởi vì bẹ nó đến chỗ này thường thường là đến 99,9% là nó sẽ chắp cái chân ở đây, đấy, sẽ chắp cái chân ở đây. Còn cái bẹ nó đến tận đây rồi thì chắc chắn hai cái chân này sẽ là liền, bởi vì gỗ nó sẽ thẳng lên như này, gỗ nó sẽ thẳng lên như này thì là cái chân này sẽ liền. Nhưng vẫn có một số trường hợp cái bẹ ở đây nhưng bên trên này vẫn liền, vì cái gỗ nó sẽ chéo như này, nó chéo lên. Nhưng mà trường hợp đấy rất là ít, 100 cục chỉ có tầm khoảng vài ba cục thôi, còn hầu như là cái bẹ nó đến đây rồi thì 100% hai cái chân này là chắp đấy. Còn cái bẹ nó như thế này thì anh em yên tâm là chắc chắn là chân liền. Đấy là một cái ví dụ điển hình và em chia sẻ mọi người, cái đấy là cái cách để các bác có thể là kiểm tra và chỉ cần nhìn là mình đã biết là hàng chắc hàng liền. Thế còn đây là hàng của em và đến nguyên khối và hàng này là ngựa, mọi người nhìn đục kỹ đẹp và rất là dày dặn. Các bác có đi thuê một đục một tác phẩm ngựa như này mà đục kỹ như này thì thợ thuyền người ta lấy thì chia sẻ mọi người phải tầm khoảng gần 2 triệu tiền công, gần 2 triệu tiền công. Mọi người đục ngựa là một trong những thể loại đục công rất là cao và bởi vì nó khá là lâu làm, rất là lâu, từ vỡ gọt đến tỉa đuôi này, tỉa tóc này, mắt mũi chân tay người ngựa, mới tạo gân tạo ghiếc này nó cũng khá là cầu kỳ, nó cũng dễ đục. Và cái quan trọng là ngựa nó khó một cái nữa đó là bắt cái dáng của con ngựa nó rất là khó. Đấy, chiều cao này cao 50, chiều rộng là 35. Con này thì nó dày hôm qua, to hôm qua nhiều mọi người nhá. Và dày là 17. Cao 50, rộng 35 và sâu 17. Cái này là mọi người để kệ nó rất là hợp vừa và hợp lý. Chú ngựa này em Minh chỉ xin giao lưu mọi người giá rất hợp lý nhá. 2 đồng một mọi người nhá, giá sản xuất thôi. Chú ngựa này thì em mới chia sẻ nó thật luôn mọi người là em kiếm mọi người tầm đâu đó tầm khoảng bị em sản xuất ra một con như này là tầm khoảng 1,9 triệu. Em bán mọi người 2,1 triệu, em được 200. Chưa lấy long bảo. Nói luôn đấy cho mọi người dễ hình dung và các bác đỡ phải lăn tăn, anh em có thể đi tham khảo. Cao 50 với cái độ rộng 35 này, một dày dày dặn. Đây là hàng rất là dày, mọi người nhìn này, dày. Và vân gỗ thì không phải nghĩ. Đấy, nói luôn như thế, hàng này em làm chay. Làm phun chay mọi người nhé. Sản xuất ra tầm khoảng 1,9 triệu thôi. Bán anh em 2 đồng 1 không xích nữa. Anh em hoa đỉ thì bế về. Em xong một lô mà cả ngựa hương rồi ngựa cẩm rồi ngựa chắc lung tung linh tinh hết cả, thì cứ bán dần dần, ăn từ từ cho mọi người thôi. Em bên cho các tình yêu một
châu cú hương rất đẹp, vân nó như cổ cẩm luôn mọi người, đục liền nguyên khối luôn, hai cái đục liền nguyên khối luôn mọi người nhé. Một chú châu lăng nghênh nghênh chiến, châu lăng nghênh chiến mà vân như cổ cẩm mọi người, nét chưa vân này. Anh em nhìn vân ở trên người này, như cẩm luôn này. Châu rừng nhá, đây là châu rừng, cái sừng là kiểu đầu kiểu này là sừng châu rừng này. Đấy, đây là châu rừng này. Vân nó sợ không? Cái này không phải lỗ vết đâu mọi người nhé, đây là một cái vết chun của gỗ, đây là một cái vết chun, đây là một chú châu rừng và đây là một chú châu đang chiến đấu và đánh nhau, đang nghênh như này mọi người, nghênh chưa? Đấy, rất là uy dũng, đang nghênh lên. Và đây là một chú châu rừng đánh nhau nên người có một vết sẹo rất là dài luôn. Những cái này là vân gỗ tự nhiên mọi người nhé. Đấy, anh em kiểm tra. Đấy là vân gỗ tự nhiên. Đấy là vân gỗ tự nhiên, những cái hàng này không phải là giảm vá, em cam kết nhé, hàng không giảm vá. Đây mọi người nhìn này, vân gỗ rất đẹp và đúng như thế. Đây, trên một cái rễ. Vân này thì xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn anh em nhé. Cái cục gỗ như này bọn em mua cục gỗ lại để một cục gỗ đục liền 100% như này thì nó rơi vào tầm khoảng 13 14 cân gỗ để cắt đi làm, thì con trâu nó rơi vào tầm khoảng hơn 400.000 gỗ, công cán sơn si các kiểu là điểu đục nữa. Thì em mình giao lưu mọi người chú trâu gỗ hương vân như gỗ cẩm này, giá rất là hợp lý thôi, giá sản xuất cho mọi người đó nhé, 790k không ship, anh em nhanh tay về này, chất lượng luôn đấy mọi người, vân dã man luôn. Để đo kích thước đã, quên không đo. Châu em nhiều lắm, thì nhà có một lô châu mới này đâu đó rơi vào tầm khoảng 14-15 em, cả chắc cả hương cẩm thì hiện tại tạm dừng chưa làm. Chiều dài 32 này, cao phết hiện cao 24 và độ dày của gỗ là 19, dài 32 cao 24 và dày 19, một chú đông nghênh nhá, nghênh chiến nhá, chú châu rừng nghênh chiến và vân thì nó xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn anh em nha, VIP của VIP luôn. Công đục một con trâu mà kỹ càng liền lạc này cũng phải rơi tầm khoảng 400-500 nghìn đấy mọi người. Công thợ 790k. Tiếp theo chia sẻ cho mọi người một món nữa. Em bán cho mọi người một chú rắn đi, đã tiếp tục chương trình xèo rắn luôn, xèo cho hết thôi. Rắn này thì nô, rắn này thì bán âm luôn, không đủ sản xuất luôn cho mọi người luôn, không đủ em sản xuất ra nhưng mà thôi, bán cho hết nhé. Chương trình xèo cũ đây, anh em yên tâm nhé, hàng giá hợp lý nhưng mà chia sẻ mọi người là tất cả đều sản phẩm là gỗ đặc và đây là gỗ cẩm Việt của mình, vân veo để anh em tự cảm nhận, nhưng khẳng định một điều thôi. Là thứ nhất là hàng liền khối, hàng liền khối. Thứ hai là không dặm màu, không vẽ vân, không đứt nát. Và hàng này đã làm xong đâu đó tầm 1 tháng rồi. Hôm nay nên xả cho anh em cái giá, dưới giá em làm ra. Chun sụn đầy đủ luôn. Đấy mọi người hình dung như thế này này. Một con rắn này là mua cục gỗ, cả gỗ, cả công, gỗ cẩm nó không có rẻ nhé. Em Minh để cho mọi người này, 680k. Em sản xuất ra là 7 gần khoảng 790-780 một con này, cả gỗ cả công, đây là giá sản xuất ra, là cũng gọi là thuộc dạng em làm ra gọi là rẻ như rau đấy. Còn em để cho mọi người 68 này, em âm 100 để cho mọi người cho hết thôi, còn nhiều rắn lắm. Cao 36, rộng 26 và độ dày là 14 anh em nhá, liền khố 100%, không dặm màu, không vẽ vân, không đứt nát, đế đặc, 680 không ship. Hàng bao chất bao đẹp, cơ hội cho anh em mua duy nhất trong những ngày này thì có, bình thường chắc xin phép anh em không có đâu. Tiếp theo xem nào, đây quay cho anh em ngắm cái tác phẩm đẹp. Tác phẩm này hôm qua là sáng nay là khá nhiều anh em hỏi nhưng mà bận là không quay được, có nhiều việc, có cuối năm có nhiều việc, ủi lặng lắm. Mùn sừng nó đúng là mùn sừng mọi người, nó lặng như đá. Mùn sừng đúng là mùn sừng, nặng giá mạng. Đây là một trong những cái sản phẩm được chế tác liền nguyên khối. Anh em lưu ý giúp em là hàng liền nhé.
niền anh em ạ. Chế tác nguyên trên một cái gốc phôi môn sừng. Thực ra cái môn sừng cái giá nó rất là cao. Và kiếm được một cục môn mà niền mà nõi tinh. Và trên này không có tí rác nào mọi người, toàn nõi là nõi. Nó thật khó, khó lắm. Và mình phải chấp nhận mua những cục phôi mà muốn niền khối ấy, mình phải mua những cục phôi rất là to, mua cục phôi to, sau đó về nạc để ra những cái sản phẩm niền. Cả cái gốc to đùng mọi người. Đây, hàng làm xong sợ sướng mũi lắm. Đúng là muốn sừng đèn bóng lừ rồi. Chất mọi người. Hàng nói chung là hàng chất lượng. Quá chỉ có một bước thôi, không có nhiều đâu. Giá phôi mun này nó hiếm lắm. Và thứ hai là cái giá thành của nó rất là cao. $170-180 một cân phôi. Em báo cáo các bác nào anh em mà thích sưu tầm cũ xưa đẳng cấp ấy thì anh em đợi tầm khoảng hơn chục ngày nữa. Em đã chuẩn bị cho anh em một nô đó 4, hôm nay là mua được 4 đến 5 cục phôi xưa tầm khoảng 15 cân một cục. Sư tím đẳng cấp. Bỏ ra phôi 250.000 một cân phôi, mỗi sư tím này đó mọi người. Giá hợp lý thôi, bởi vì một cái cục phôi xưa mà tầm khoảng 15 cân là nó rất là to. Nó phải to như này anh em, to như này, phải cao như này này. Tầm 15 cân phải cao này. To. Nói chung là xưa nó được cái là gỗ nó nhẹ, không nặng như mun. Một cái cục mun như này làm mọi người không giấu mọi người đâu. 39-40 cân gỗ cục mun này này cắt đi làm. Bây giờ nó vẫn còn nặng tầm 17-18 cân. Phải tầm đấy. Ok, rồi mọi người xin qua chút. Đây là một bức đạt ma đứng dưới ở bể đá bên dưới củ sâm đục lấm và toàn bộ là hàng nghìn nguyên khối. Cục gỗ này nó có một chút điểm rác của gỗ tự nhiên đây này, anh em nhìn đây này, đây này, đây một chút điểm rác cho củ sâm đây này, đây là tóm lại là một số điểm nó có rác của toàn bộ trên người này và trước đằng sau đều lõi tinh 100% luôn, lõi tinh 100% luôn nhé. Để em nó kích thước cho. Cao 55. Bẻ gốc rất là rộng nhá. Được cái gốc rất là to. Rộng 45. Và sâu là 28. Cao 55, rộng 45 và sâu 28. Đục liền nguyên khối. Rất là nặng. Chạm này bên to. Đây, mời các bạn ngắm. Đây là những cái phần bên dưới gốc này là còn những cái rác này, để nguyên này. Còn bên trên này toàn bộ lõi tinh nhá. Lõi tinh các bạn nhé, anh em yên tâm nhé. Không có chuyện là phun trắng nữa. À không phải là rác phun lõi này. Đây là rác còn lại này. Còn lại, còn trên này là lõi hết này. Đó, xanh ngắt. Cục này những cục mun rất là già. Già lắm. Bẻ to. Mun mọi người mua thì em phải mua những cái chỗ nào nó thật là tin tưởng nên nói hết này. Đây có tí rác. Có tí rác này. Mình gốc mua được gốc. Đây, nó em cắt hết ra được còn một tí này. Đây. Đèn xì. Xì luôn mọi người. Xì luôn. Khó làm lắm, mun khó làm lắm. Đây. Đèn hết này. Đây còn tí ra đây, chỗ này cắt đẹp hết đấy, nó cứng lắm, cứng mùi sợ luôn, đây đen thật, đúng là có mùi luôn đấy, lì, bẻ to lắm, nhiều gỗ lắm. Bữa này em Minh xin giao lên mọi người giá rất là hợp lý thôi. Để anh em bức này 4379 nhá. 4379. 4379.
sưu tầm thôi, thì mun những bức liền mà to này khó lắm, nặng lắm, giá hợp lý, quá hợp lý luôn. Ok, để em bê cụ xuống nha. Ui, nặng lắm. Nhẹ đâu em, mình bán tặng một người chú heo nhá. Ôi trời ơi, heo đây, có đủ đây, bán cho hết để làm. Em làm ra rất là lâu rồi mọi người, để nó bụi trên kia cũng còn mấy chục con. Tại đây mọi người mua heo của em thì cái giá toàn giá dưới giá sản xuất thôi. Một heo cầm to như này bán cho mọi người cái giá nghe phát giật mình luôn. Cái này là không có công mọi người nha, còn âm nhá. Âm luôn cho các bác chơi nhá. Đo kích thước cho. Để em đo kích thước cho mọi người nhá. Đây heo cầm. Rộng không? Rộng là 3, cái chiều dài là 34, chiều sâu là 18 và chiều cao là 18, gọi là dài 34 và vuông 18 của gỗ này. Gỗ này cẩm đặc xịt mọi người nhá, cẩm đặc xịt. Em mình bán vừa tặng một khuyến mại mọi người 950k. Ui mà củ gỗ chết rồi, củ gỗ chắc phải tầm khoảng 800.000 rồi. To này vuông 18 mà dài ba mấy, mà dài 35 mà. Củ gỗ chắc 800.000 rồi. 950k. Vân cẩm luôn, sụn tét đẹp. Quá vừa tạo mọi người hết. Đi rau rẻ hơn gỗ hương là có thật mọi người. Rẻ hơn gỗ hương á. Hương. Em đang tiếp tục cho mọi người đây. Cho anh em ngắm sản phẩm này. Tuyệt vời luôn. Em bán này cho hết luôn không? Anh em thích những cái sản phẩm mà được chế tác cái chất liệu gỗ chắc mà nhỏ nhỏ xinh xinh thì mời mọi người bê sản phẩm này. Đẹp lắm. Gỗ này. Đây là gỗ chọn mọi người nhé, đặc xịt 100% luôn, đặc xịt 100%, không bọng không đũa, một cò voi sụn chắc đỏ đen, đục liền nguyên khối, chất lượng gỗ tuyệt vời luôn. Em nói mọi người một cục phôi như này mua đã rơi vào tầm khoảng 700.000, 700.000 một cục phôi này. Anh em đi mua gỗ chắc thì biết, cục phôi này phải tầm khoảng 7 cân. Và nhân với cái giá 100.000 một cân thì nó rơi vào tầm khoảng 700.000 cục phôi này. Chắc ta nhé. Và đục liền nguyên khối đây. Nhìn anh em chơi gỗ chắc nhìn là biết. Chắc ta, đục liền nguyên khối. Em bán cho mọi người này 999k, vừa bán vừa tặng vừa khuyến mại. Giá này không đủ công đoạn nhưng bán hết nhé. 999k, vừa bán vừa tặng vừa khuyến mại. Chiều dài bao nhiêu? Dài 33, cao 13 và dày là 10. Dài 33, cao 13 và dày 10. Anh em đi mua đâu hộ em. Gỗ chắc, đục một cầu voi hai con, liền nguyên khối, đế đặc. Không dặm màu, không vẽ vân, không nứt nát, không phun màu. 999k, vừa bán vừa tặng vừa khuyến mại. Anh em nhanh tay về và sưu tầm nhé. Không có nhiều hàng nhé. Và giá này nếu là một người là nó chỉ tầm này thôi. Ngoài tầm này ra thì tất cả những cái sản phẩm thì không có giá nó đâu, không làm được đâu. Bán cũng vừa bán cũng tặng cũng khuyến mại. Đây, về cái chụp cũng nghề để mời các bạn đi. Thank you.
nhé. Thôi cá đi đã. À đi đã, nặng quá. Nào. Tỏ quá. Chia sẻ mọi người này. Đây là một cái chùm ngũ nghê, nếu mà nói về kích thước ấy thì em nói mọi người nó là chỉ chùm thuộc dạng không phải khủng thì cũng gần khủng rồi. Không phải khủng thì cũng gần khủng rồi các bác nhé. Một cái chùm ngũ nghê đen đang quay phía sau lưng. Đục liền nguyên khối trên một cục phôi hương, các bác biết đấy. Để mà đục được một cái cục, một cái sản phẩm và một cái bức chung nghe to như thế này, đục liền như này, chia sẻ mọi người cục phôi thì không bao giờ dưới, không bao giờ dưới một tạ rưỡi phôi. Hai vợ chồng anh B còn vật vã mới lên được bởi vì là liền, không bao giờ dưới một tạ rưỡi phôi mọi người nhé. Đấy, đây là một cả một cái gốc, bởi vì để làm một cái cục, một cái sản phẩm nên hoàn thiện được như này thì anh em phải nói là những cái gốc rất rất là nè xòe và lòng hoằng, sau đó mình phải cắt đi để nó gọn lại, xong nó đục. Tầm này là chiên cho mọi người thôi. Những cái giá tầm này thì anh em nhanh tay bê về. Một cái chùm ngũ nghê và chắc chắn là nó sẽ không qua giá này đâu ạ. Bình thường một cái chùm ngũ nghê này các bác phải bỏ số tiền ít nhất, ít nhất nhá, em dùng một từ ít nhất, nó phải đâu đó rơi vào tầm 8 triệu. Em vẫn đang bán một cái chùm này ít nhất phải tầm 8 triệu hoặc 8 triệu rưỡi. Đúng không ạ? Bởi vì gỗ bây giờ mọi người tính tầm khoảng tạ rưỡi gỗ nó đã rơi vào tầm khoảng 5 triệu tiền gỗ rồi. 5 triệu rưỡi khoảng 5 triệu tiền gỗ, em tính rẻ 5 triệu tiền gỗ. Vì nó phải là một tạ rưỡi thì mới cắt ra liền được. Bây giờ nó còn nặng tầm khoảng 70-80 cân thì làm chùm này nó mất, phải mất một nửa gỗ thì phải tạ rưỡi. Đấy, thậm chí có những cục phôi 2 tạ cắt đi bé tí. Làm chùm ở trong thể loại khó làm mà tốn nhiều gỗ nhất. Đấy. Sau đó còn công đục nữa, đục 5 con nghê. Riêng tiền sơn làm thợ sơn bê bu lấy một cái chùm mà lấy 350, em không dám nói sai. Là 350 tiền sơn. Mỗi thứ một tí thì nó cộng rất là cao, nên phải bán tầm khoảng 8 triệu, 8 triệu rưỡi thì mới có công của một cái chùm như này. Và em hiện tại vẫn đang bán như thế. Thậm chí có nơi chùm người ta bán mười mấy triệu. Nó không phải là chùm nhỏ, mọi người bán nó đục liền. Một cái gốc hương đục liền. Có ôm duy nhất một cục đá con đấy thôi nhé. Một cục đá con đây thôi, không có nhiều đâu. Không gian nhà các bác to, cần một cái chum nghe chiêu chiêu tài hút lộc thì bê cái chum này về. Chiều cao của chum rơi vào tầm khoảng gần 80. Bỏ cho chuẩn đi. 76 anh em ạ, chiều cao là 76. Chiều rộng của cái chum này là 75. Cao 76 phân mà cái chiều rộng của nó là 75. Chiều rộng 75 chứ 75 và đủ dày. Nguyên một cái gốc hương vân như của cẩm luôn. Và chiều dày của cái chùm này là 52 phân. Chiều dày là 52. Chiều dày là 52 chứ không phải là 42 hay là 32 mọi người nhé. 52 phân là một kích thước rất là lớn. Anh em ngắm đi, tuyệt cú mèo luôn. Để em xuống. Một cái chùm to này làm rất là khó và nó đền khối nữa thì mọi người dùng nó rất là lâu. Và riêng cái phần công đục mà thợ cắt moi móc không mà đục 5 con nghê này nó cũng rất là lâu công, nhưng mà có thể bán rẻ cho mọi người được bởi vì là thợ nhà làm em lấy công rất là thấp. Thợ nhà em làm thứ nhất là làm rất nhanh và thứ hai em bán mọi người tầm này cũng giá nó cũng hợp lý thôi, chứ cũng không phải là mình kiểu bán như tầm cuối năm, bởi vì những giờ phút này thực sự mọi người là thời gian không còn nhiều, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, nên đâm ra tôi cũng tranh thủ bán là thu tiền về. Và thứ hai là cuối năm rồi, em vẫn nói là tri ân cho anh em cả một năm rồi, cả một năm rồi các bạn ủng hộ em rồi. Đấy, tầm này em cũng muốn để cho mọi người cái giá nó êm ái mềm mại để mọi người về mọi người chơi đấy. Mọi người nhé,
thì các bác nào mà cần một cái chum như này thì cứ em, bởi vì cái tiền gỗ nó rất là nhiều, tiền gỗ bọn em mua một cái chum này nó cũng đã rơi khoảng tầm đâu đó rơi vào tầm khoảng trải dấu mọi người nó phải rơi vào tầm đâu đó rơi vào tầm 5 triệu tiền gỗ rồi, tạm rưỡi rồi. Tiền công thì thôi em sẽ lấy cho mọi người cái công hợp lý thôi. Bây giờ em sẽ quay vào cái chất vân cho các bác ngắm, vì là hàng gốc, nguyên một cái gốc thì riêng cái gốc này thì sự chia sẻ mọi người cái vân nó rất là đẹp. Đây là ôm đá này, rất là những gốc ôm đá này thì cái vân nó đẹp lắm mọi người. Đây là con nghe này nó có bám một chút rác, một chút nhé. Để một chút cho nó đẹp thôi, chả ảnh hưởng gì anh em ạ. Đây còn cả một con đằng sau rồi. Cái gỗ nó không mọc đâu, nó rất là dày gỗ và nhiều gỗ. Đó, đây là cái mặt chùm. Đây. To lắm các bác ạ, hàng rất là to và không hề nhỏ. Đó. Vân thì nó không khác gì gỗ cẩm luôn. Không khác gì gỗ cẩm đâu mọi người ạ. Đục năm con nghê này nó rất là nâu công và tốn rất là nhiều thời gian cho cái phần làm nghê. Làm nghê nó lâu hơn, nó mất thời gian gấp đôi làm cóc. Ví dụ một cái chum cóc này mình chỉ làm rơi vào tầm khoảng 5 ngày, em ví dụ 5 ngày chẳng hạn thì sao? Thì làm nghê thì ít nhất chúng ta phải bỏ thời gian tầm 8 ngày. 8 ngày mọi người nhé, bởi vì cái công đoạn mà chặt làm mặt đấy nó lâu nhé, xong rồi tỉa chân, tỉa tay, tỉa đuôi này. Đấy. Sừng xiếc này nó sẽ mất công rất là nhiều. Một cái chum cóc to này bán nó tầm khoảng 7 triệu hơn 7 triệu rồi. Đây là cái chum, một cái chum ngũ nghê này nó bán có công thì bán tầm khoảng 8 triệu rưỡi đổ lên thì mới gọi là có công. Đấy. Mà tôi 15 rồi. Em Minh để cho mọi người nhẹ thau mau chuyến, mau tát và giá duy nhất ngày hôm nay cho anh em vào nhanh tay bê nhá. Duy nhất ngày hôm nay và anh em vào nhanh tay bê và bê chiếc chum này về. Giá cho mọi người là em Minh xin để mọi người chiếc chum này với giá là chỉ có 7 triệu 6 không ship. Đó, 5 triệu tiền gỗ rồi. Em chỉ lấy mọi người hơn 2 triệu tiền công rồi. Công thợ nhà thôi. Mọi người nhá. Nặng lắm. Anh em bê về vào nhà, không gian nhà to thì bê chiếc chum này thật sự là quá khủng khiếp. Đây em đang sợ đổ vào đây. Thôi em không quay đấy mọi người, sợ đổ. Rất là đều, mọi người sẽ thấy là cái phần nghe bên trên là nó rất là đều, tròn đều và nó không bị thừa, không bị thiếu. Cái chum nó quan trọng là gì ạ? Nó không bị thừa, bị thiếu và nó tròn đều này nó rất là khó. Và nó là chum thắt đáy như này này. Thì nó càng cực càng khó làm hơn, chum rất là cao. Cao chum và nó thắt chum. Đấy nó sẽ thành cổ, thành một cái chum có cổ và rất là đẹp. Chứ nó không phải những cái chum thấp. Anh em đi mua chum trên thị trường, thậm chí cái giá như này nhưng mọi người chỉ mua được những cái chum nó rất là thấp. Nó thấp chum mà nó không sẽ không có cái dáng cao đẹp này đâu. Nên là chum dáng cao đẹp nó rất là hiếm. Nên là mọi người mua thì phải phân biệt được cái chum nào nhiều gỗ và chum nào ít gỗ. Những cái chum như này thì làm cực kỳ nhiều gỗ mọi người nhá. Đó, 7,6 không ship, mọi người đừng mặc cả em bởi vì giá này nó quá hời cho các bác rồi. Đó, quá hời rồi nha mọi người nhá. Duy nhất thôi đấy ạ. Đó. Để em bê cái chum này xuống. Sao em sẽ lên cho mọi người một sản phẩm nữa. Em muốn lên cho các bác một cái sản phẩm lưu hương này. Em bán tặng mọi người. Mấy chục cân gỗ lưu hương em bán tặng mọi người. Để em một chút, để em nhờ vợ em bê xuống. Thực ra là hai người mới bê được, cái một người không bê được không mọi người nhá. Nếu một người bê được, mọi người đi mua được cái chum 6-7 triệu một người bê nhẹ, nhưng mà cái chum này em hai người bê. Thì em muốn đưa cho mọi người một cái sản phẩm lưu hương bán tặng các bác, em hứa luôn là bán tặng thôi. Em lôi ra vợ đi. Đây được ngay cái chân một hai bạn hạ xuống nhá. Cố lại bạn. Còn phải tầm khoảng 70 cân ít thôi. Ui. Một cái tác phẩm mà nó sóc lưu hương được chế tác điểm nguyên khố trên một cục lưu.
thì là phun lưu hương, và cái cục phun nó có một cái điều đặc biệt, đó là một cục phun lưu hương nhưng mà ôm đá mọi người nhé, ôm đá, phun lưu hương nhưng mà ôm đá, nó rất là đặc biệt và hiếm. Đây là đá lưu hương mọi người nhé, anh em đi mua thì phải biết đây là đá lưu hương rồi, chắc chắn là đá lưu hương rồi. Chắc chắn 100% là giá lưu hương rồi, chứ không thể bảo là những bình thường mà mua được nhiều lưu như này đâu. Đây là một tác phẩm nho sóc gỗ hương ôm đá. Mọi người sẽ nhìn thấy đây, nó ôm cục đá rất là đẹp, và tự nhiên trên này có hai chú sóc đang nô đùa. Trên chỗ này nó vẫn có mấy, có một số cái viên đá nhỏ ở trên này nữa. Và dưới này có một cục đá to, đây là một cây nho này. Đấy, chùm nho này nó ôm vào đá. Và toàn bộ ở cái chỗ này, nó cái bề cây bình này này, cái bao này này, là toàn bộ lưu hương hết, lưu 100%. Và cục phôi này khi em mua ấy, nó là 42 cân gỗ, xong rồi cắt ra, cắt ra đủ 42 cân gỗ mọi người nhá. À, cái bức này thì bán tặng mọi người thôi, em sẽ lấy tiền gỗ, một chút tiền công thôi. Còn tặng mọi người để mọi người chơi, anh em thích nhỏ sọc thì chơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết sản phẩm, đo kích thước trước nào. Đo kích thước trước. Đó, tặng mọi người. Cao 43. Rộng 39, rộng 39 mọi người nhé. Và sâu là 38. Cái chiều cao là 43, chiều rộng là 39 và chiều sâu của nó gần như là 39. Có nghĩa là cục phô nó tròn xoe như này này, nó không bị mỏng bị dẹt mà nó tròn xoe luôn. Đó. Và chất em sẽ cam kết mọi người như này để các bác yên tâm. Thứ nhất, nó là hàng liền nguyên khối, tự nhiên 100%. Thứ hai, đó là không bị dặm màu, không bị vẽ vân, hàng nu mà cam kết không dặm màu vẽ vân. Cam kết không dặm màu vẽ vân. Tuyệt vời luôn. Mời anh em trường nào. Nó có đặc biệt em thích là bởi vì nó có ôm thêm một cục đá. Ôm thêm một cục đá. Anh em nào thích cái vẻ đẹp tự nhiên của gỗ, thích cái độc cái lạ thì mọi người chơi nhá. Đây, lưu đây. Đây lưu hương này. Đây, lưu cám nhá. Lưu cám. Với cái độ lưu như này thì chắc chắn phải mua giá hơn 100.000 một cân phun đấy mọi người ạ. Không có rẻ đâu. Trên này nó còn mấy viên đá này. Mấy viên đá này thì hai con sóc đây đục liền hết nhá. Đục đơn giản thôi. Quan trọng là bán cho mọi người cái giá lu đúng cái giá phôi mua, chứ còn công cho em trả tính đâu. Đây này. Đây. Lu nó còn tảng lu chạy đi. Chạy hết đây. Đều đây. Bây giờ mọi người tính cho 100.000 một cân ấy, thì cục phôi này đã chiết tiền gỗ 4 triệu tiền phôi rồi. Nhưng mà em để cho mọi người cái giá nó tình cảm, và em nói là bán tặng thì tặng thôi, bán cho hết, em thu hồi tiền. Đây gỗ bên này đặc xịn, bên này nó không có lưu, bên này là gỗ thì không có lưu, cái này là một cái mắt không có lưu đấy, còn lưu nó tập trung ở cái phía bên kia, còn chỗ này nó ôm một cục đá. Vì sao nó nặng ấy, bởi vì nó chết một cái là nó dính một cục đá này này. Dính một cục đá nó bị nặng, và thứ hai bên gỗ nó còn rất là nhiều cái gai và cái da gỗ, thì mình muốn da đẹp mình phải cào cái này đi, cào cái đi. Giá cho anh em này để cho mọi người 4 đồng mốt mọi người nhá, 4 đồng mốt không ship, em để giá gỗ thôi, còn tặng người tiền công. Đẹp lắm đấy mọi người ạ, và to lắm đấy, không nhỏ đâu. To lắm. Ok. Thôi chắc clip của em nay xin dừng đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em nào đam mê cái sản phẩm gì thì để bên em mọi người nhé. À đây, thế trước khi dừng thì em quay mọi người, em bán tặng mọi người hai con chuột chắc rồi đi. Để bán tặng luôn cho hết thì không còn nhiều quá. Tặng cho hết đi. Bán tặng nhé, bán được tặng mọi người.
hàng chuẩn chặt, vừa bán vừa tặng thôi. Tầm khoảng một cục chắc cái này mua tầm khoảng 400.000 một cục, anh em đi mua cũng chắc thì biết. Đây và nó có những cái gai là đều là lưu hết nhé, đều là có lưu hết. Đấy, đây là cũ chắc ta của mình. Đấy, đây là những phần gốc chắc đục hàng con chuột rất là đẹp, anh em nhìn nó đẹp chưa, đẹp chưa, rất tuyệt vời nhá. Đây một con này, đây với anh em nữa này, đây là những cái gai đu này, đây những gai đu này sản xuất ra là gần 800.000 mỗi em, chính xác là như thế mọi người nhá, và gần 800.000 mỗi em, nhưng hôm nay sẽ xả cho mọi người này. Đây, rất đẹp, thì toàn chắc ta hết, gỗ đen xì ấy, mọi người nhìn nhé, đục đẹp đó các bác ạ, hàng đục đẹp, gỗ chắc không xấu đâu, hai chú tí, đây, đây những cái gỗ chắc. Vừa bán vừa tặng một khuyến mại, anh em lên chú nào lấy nhá, chụp ảnh lại nhá, 650k, 650k lỗ tiền công, bán hết nhá, em còn ba chú nữa kìa, 1, 2, 3 là dây chắc, dây chắc thì không thể bán được dây chắc đây cả, để từ từ, ok, 650k một chú mọi người nhá. Anh em mình chú đảo đấy, tầm mày bán cho hết thôi, tầm bán hết cho mọi người nha, bán hết thôi chứ còn không giữ gì nữa đâu, các bác ủng hộ và giá thì chắc em nghĩ là có hủy diệt, hủy diệt gọi là siêu hủy diệt luôn rồi, không còn có gì có thể siêu hủy diệt được mọi người nhá, siêu hủy diệt rồi, hết cỡ luôn. Thôi clip của em xin dừng đây, là cảm mọi người rất nhiều, chúc các bác một buổi tối thứ năm tối thứ năm thật là vui vẻ hạnh phúc. Mọi người yêu thích món gì liên hệ với em bên chú đơn mọi người nhé, mọi người xem clip thấy hay như dành cho mình xuyên like, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhé, em đi chào hẹn gặp lại ạ, chúc các bác buổi tối ngủ ngon.